Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-sen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Thiên Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa truyền dạy, thì trở lại xứ sở Galilê của mình và về thành Nazareth, và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa cũng như người đời, và có Thiên Chúa ở cùng con trẻ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đầu lễ con thưa với quý ông bà anh chị em, hôm nay sau lễ Giáng sinh thì cái Chủ nhật đầu tiên là lễ Thánh Gia Thất, lễ gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cách đây vài hôm trước lễ Giáng sinh thì con gọi cho ông giáo sư của con, ông đã về hưu, Olivier Blanchet. Ông là một trong những nhà thần học gia và cũng là một trong những triết gia nổi tiếng của nước Hoa Kỳ chúng ta. Ông viết rất nhiều sách về Thánh Thomas Aquinas. Sau khi con chúc mừng Giáng sinh ông, thì con hỏi: này, ông thấy cái kỳ bầu cử tổng thống của đất nước Hoa Kỳ chúng ta thế nào? Thế ông bảo, ông nói tiếng Anh, you should not dreaming. Ông nói là mày không có nên nằm trong mơ mộng nữa, đừng có mơ mộng. Thế con hỏi, tại sao ông nói với tôi như vậy? Ông bảo chứ ông ứng cử viên nào trở thành tổng thống thì cũng vậy thôi. Con bảo ông ba phải nó vừa vừa thôi chứ. Ông bảo với cái kinh nghiệm trên 80 năm sống trên cuộc đời này và biết bao nhiêu năm nghiên cứu thì tao thấy ông nào lên cũng vậy, ông nào xuống cũng vậy. Nhưng bên dưới đó là những cái thế lực chính trị khác nhau. Cho nên một ông thì ông bảo là một ông, một bên là cái phe mà ủng hộ vấn đề toàn cầu hóa, còn một phe là ủng hộ vấn đề đất nước trở nên vĩ đại. Cho nên hai thế lực chính trị bên dưới họ tranh giành với nhau thôi, chứ không có gì. Nhiệm vụ của mày là học cho giỏi, lấy được bằng và rao giảng lời Chúa là đủ. Còn đừng có lo lắng quá những chuyện như vậy. Thế con mới hỏi ông chứ, ủa, vậy thì ông là triết gia mà ông không có cái tiếng nói gì cho đất nước, cho thế giới, sao lại ông lại bảo vậy? Thì ông ấy nói với con như thế này: cái cả hai ứng cử viên này và cả hai đường lối chính trị của họ khởi đi là những cái ước mơ tốt lành để phục vụ con người, để phục vụ thế giới, để phục vụ quê hương, để phục vụ đất nước Hoa Kỳ này. Cả những đường lối chính trị đó và cả những con người đó khởi đi từ ước mơ tốt. Nhưng, cái nhưng này với cả cái nguy hiểm này. Nhưng mà cái sai lầm của thời đại hôm nay đó là họ không quan tâm tới gia đình. Gia đình bị đổ vỡ ngay từ bên trong rồi. Mà khi gia đình đổ vỡ thì quốc gia làm sao mà mạnh, thế giới này làm sao mà tiến lên được. Cho nên ông bảo cái sai lầm của cái thế giới chính trị ngày hôm nay và của các nhà triết gia cũng như những nhà suy tư là người ta quên mất cái nền tảng là gia đình, mà người ta lại tập trung vào những cái vấn đề lớn. Thì nói theo cái ngôn ngữ phương Đông của chúng ta là như thế này: tể gia trị quốc bình thiên hạ. Người ta cứ thích trị quốc, cứ thích bình thiên hạ mà quên mất một cái là phải gia đình là nền tảng. Nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, bây giờ ngài là thánh rồi, gia đình là tế bào của xã hội. Mà bây giờ cái nền tảng, cái tế bào ấy bị lung lay thì thưa quý ông bà anh chị em, còn cái gì bền vững được? Và với cái chuyên môn con đang học thì con thấy như thế này: ngày hôm nay các bạn trẻ khi tiến vào đời sống hôn nhân, con không lên án tất cả, hy vọng những người công giáo chúng ta và những người ngồi trong nhà thờ này không giống như vậy, và con cái của chúng ta cũng không giống như vậy. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu thương và muốn trao ban yêu thương, mà cái hạn từ tiếng Anh nó gọi là self-giving. Chúng ta muốn trao ban và chúng ta muốn cho người khác, cho người vợ, cho người chồng, cho người con cái yêu thương của mình. Đấy là cái mà chúng ta đến với nhau trong đời sống gia đình.
Nhưng mà ngày hôm nay khi người ta đến với gia đình, nói theo ngôn ngữ tiếng Anh là một thứ contract chứ không phải là covenant. Người ta đến với nhau theo những cái hợp đồng hôn nhân chứ không phải là những cái giao ước hôn nhân yêu thương. Và vì vậy khi đến với nhau một cái hợp đồng và không có lợi, không còn hữu ích nữa thì ly dị và chúng ta không ở với nhau. Đấy là cái gọi là cái trạng thái, là cái vấn đề của thời đại chúng ta ngày hôm nay. Cho nên ông giáo sư của con ông nói, nếu đất nước muốn cường thịnh, nếu thế giới muốn phát triển, phải trở về những cái values of Christian, phải trở về những cái giá trị của những người Kitô hữu. Và để trở về với những cái giá trị của Kitô giáo thì thưa quý bà anh chị em, ngày hôm nay là ngày lễ Thánh Gia Thất. Nếu quý bà anh chị em đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, cầu nguyện theo ý chỉ Đức Giáo Hoàng, quý bà anh chị em được ơn đại xá. Vì năm nay là năm thánh, thánh cả Giuse. Đức Giáo Hoàng Francisco mới ban bố sắc lệnh năm thánh ngày mùng 8 tháng 12 vừa giờ cho đến tận mùng 8 tháng 12 năm tới mới hết. Và chỉ có 3 lần là ngày hôm nay này, ngày lễ 19 tháng 3 và ngày 1 tháng 5 lễ Thánh cả Giuse, chúng ta được ơn đại xá nếu chúng ta thực hành những điều mà của một Kitô hữu, đó là xưng tội rước lễ bình thường và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Vậy thì hôm nay trong cái thánh lễ này, con mời gọi tất cả chúng ta, quý ông cũng như quý bà, quý anh, quý chị, không phân biệt nam nữ, chúng ta noi gương Thánh cả Giuse, chúng ta đóng cái vai của chúng ta như Thánh cả Giuse trong đời sống gia đình của chúng ta. Vậy thưa quý bà anh chị em, nói tới Thánh cả Giuse thì quý bà anh chị em nghĩ ngay, ông Thánh Giuse là người gì? Người gì? Con thấy nhiều người bên này nói đúng rồi, nhiều người đây nói đúng rồi, nhiều người đây nói đúng rồi. Bên cái hành lang bên này, ông Thánh Giuse được gọi là người gì? Người công chính. Cứ nói tới Thánh Giuse là chúng ta nói tới Thánh Giuse là người công chính. Vậy làm thế nào để chúng ta biết là một người công chính như Thánh Giuse? Thầy Đức không có được trả lời. À, hôm nay là không có hỏi Thầy Đức, Thầy Đức bị loại rồi. Thầy Đức nếu Chúa thương năm sau chịu chức rồi, cho nên là những cái chuyện này không hỏi Thầy Đức. Thế nào để chúng ta được gọi là một người công chính? Thưa quý bà anh chị em, theo Kinh Thánh, một người công chính là một người tuyệt đối tuân giữ luật của Thiên Chúa và đong đầy tình yêu thương đối với những người khác. Vậy chúng ta xem năm thánh, Thánh Giuse này, chúng ta xem ông Thánh Giuse của chúng ta là người công chính thế nào và là người đong đầy tình yêu thương với người khác thế nào. Như con vừa thưa, một người công chính là một người tuân giữ luật của Thiên Chúa. Vậy ông Thánh Giuse có tuân giữ luật của Thiên Chúa không? Quý bà anh chị em thấy ông Thánh Giuse có tuân giữ luật của Thiên Chúa không? Có, nhiều người nói có. Thưa quý bà anh chị em, con lấy ví dụ như thế này. Giả sử như đại dịch Covid này tháng 3 năm trước, có một ai đó ở giáo xứ chúng ta đây, ở Dorchester này, người Việt Nam công giáo, đi về Việt Nam. À, và từ tháng 3 đến bây giờ là mấy tháng rồi? 9 tháng rồi đúng không? Xong khoảng chừng tháng 1, tháng 2, anh ta quay trở lại Hoa Kỳ này và vợ của anh ta đang mang thai to chà bá thế này. À, và vợ của anh ta nói rằng, thưa anh, cái bào thai này em đang mang là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các ông sẽ hành xử với vợ mình thế nào đây? Thánh Giuse biết rằng Đức Trinh Nữ Maria mang thai chắc chắn là không phải bởi ông, còn bởi Chúa Thánh Thần hay bởi ai thì ông không biết. Nhưng bây giờ con hỏi quý ông ở trong nhà thờ này, nếu bây giờ các ông vì Covid đi về Việt Nam sau đến hơn 9 tháng, 10 tháng hoặc 1 năm mới trở lại, và vợ mình đang mang một cái trống trình hình trước bụng như thế này, bảo rằng em mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, quý bà anh, các ông sẽ hành xử thế nào đây? Con thì không biết các ông thế nào, con với Thầy Đức, với Cha Linh đi tu thì không biết. Nhưng mà theo cái sự khôn ngoan bình thường, Chúa Thánh Thần hay người nào thì anh không biết, em ra khỏi nhà cho anh. Các bà cười, chứ nếu bây giờ các bà thử mang thai coi, các ông nhà các bà sẽ tống các bà ra khỏi nhà, con hứa như thế và con tin như thế là đúng. Bây giờ không tin thì thôi, có nhiều trường hợp mà bây giờ với khoa học kỹ thuật phát triển, con mới đọc một cái bài báo hôm qua khi soạn bài giảng cho quý bà anh chị em. Nó xảy ra trường hợp như thế này.
ở bên Trung Quốc. Có một cặp vợ chồng, có một đứa con trai duy nhất, nó 12 tuổi, mà để nó du học qua Mỹ này, cái bài báo đấy họ viết cách đây 3-4 năm, thì đứa con đấy phải đi kiểm tra DNA, xem nó có mang gen của bố, gen của mẹ không. Thế là đi kiểm tra DNA thế nào đấy, đứa con đấy nó lại không mang cái DNA của ba, mà mang DNA của mẹ với có 50% của ba thôi, nghĩa là gọi là sibling của ba thôi, nghĩa là người chú nào đó trong gia đình này với cái vợ của mình để hình thành nên đứa bé này. Nhưng một điều ngạc nhiên là cái anh chàng này, cái người bố này không có một người anh em trai nào. Vậy thì cái DNA này không là sai đúng không? Tại vì nó chỉ có 25% của đứa bé thì nó thường thường là anh trai hoặc em trai của người chồng, chứ không thể là của ai được. Vậy thì DNA này mà người này lại không có ai là mang thai. Lúc đầu thì người ta bảo cái DNA này không phải của người chồng, là ông chồng này đã nổi sùng lên rồi và nói là mình 10 năm nay mình yêu thương đứa con trai này và yêu thương vợ này là sai lầm lớn. Chuyện ra khoa học là như thế này. Khi mà mang trong bào thai của người mẹ, của người bố này ấy, thì cái một cái bào thai nó bị làm sao đấy và nó bị chết. Và chỉ có một bào thai được sinh ra thì nó bị gọi là người ta bảo là nó dạng đột biến gen thế nào đấy thì vẫn có thể xảy ra cho phương diện khoa học. Đấy là vì người đàn ông này không có anh em trai để sau này khoa học nó chứng minh là cái trường hợp gọi là họa hiếm xảy ra khi mà thử DNA. Vậy nếu giả sử như người đàn ông này có anh em trai ruột mà cũng không quan hệ với vợ của mình thì chuyện gì xảy ra đấy? Bà vợ này cả đời còn lại vẫn bị tống ra khỏi nhà cơ mà. Vậy thì Thánh Giuse của chúng ta không tống Đức Trinh Nữ Maria khỏi nhà là thế nào đây? Thưa quý bà anh chị em, Thánh Giuse là người công chính. Thánh Giuse đã đong đầy một tình thương với Thiên Chúa và cũng đong đầy tình thương với người khác. Đong đầy tình thương với Thiên Chúa đó là giữ luật của Thiên Chúa một cách rất nghiêm túc. Cho nên con mời gọi quý bà anh chị em để là người công chính, sống 10 giới răn của Chúa. Nhưng đồng thời một bên, chúng ta cũng đong đầy tình yêu thương với người khác. Và khi một bên chúng ta đã giữ luật của Chúa rồi, 10 giới răn của Chúa rồi, và chúng ta đã đong đầy tình thương của Thiên Chúa với người khác rồi, thì nếu những tai ương, hoạn nạn, những khó khăn xảy ra trong gia đình của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ noi gương bắt chước Thánh cả Giuse. Thay vì tôi tống vợ tôi ra khỏi nhà, tống con tôi ra khỏi nhà, thì tôi là người tự tống tôi ra khỏi nhà. Thánh Giuse đã không nói tố cáo Đức Mẹ để rồi Đức Mẹ không bị ném đá, Chúa Giêsu không bị chết. Vì Thánh Giuse nói rằng mình vẫn còn thương vợ mình, thà mình bị oan uổng còn hơn vợ mình bị ném đá. Mặc dầu giả sử vợ mình có làm sai, cái thai đấy có phải của Chúa Thánh Thần hay không thì mình không biết, nhưng vì mình vẫn còn thương vợ mình cho nên mình không muốn vợ mình bị ném đá, chấp nhận mình bị ra khỏi nhà. Đó là Thánh Giuse, một người công chính, giữ luật của Chúa và đong đầy tình thương với những người trong gia đình. Suy niệm như vậy, con mời gọi quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng phải cố gắng như vậy. Một đàng chúng ta giữ luật của Chúa một cách nghiêm túc, còn một đàng chúng ta phải đong đầy với tình thương những người trong gia đình của chúng ta. Không may nếu mà có những cái chuyện không như ý xảy ra, chúng ta vẫn phải có chuyện đong đầy yêu thương với những người trong gia đình của chúng ta. Quý ông bà anh chị em bảo, cha ơi, Thánh Giuse thì dễ, đời sống gia đình chúng con khó lắm. Con đưa cho quý ông bà anh chị em một ví dụ mà 2-3 hôm nay con cứ phải nghe điện thoại và con cứ phải nâng đỡ cái gia đình này. Gia đình này ở bên California, gia đình này có 5 đứa con lận. Gia đình nào bên Mỹ mà đông con như vậy, mà 5 đứa là đứa nọ, nối đứa kia nó còn nhỏ. Thì con cũng rất quý mến gia đình này vì gia đình này khá đạo đức. Thế là họ gọi điện chúc mừng Giáng sinh con, xong sau đó họ nói chuyện. Thì ông chồng nói với con cái câu cuối cùng như thế này: cha, để yêu thương vợ, yêu thương con, có những lúc mình phải nuốt cay đắng vào trong lòng, khóc trong lòng mà không nói được. Trong cái câu chuyện trước của anh ta như thế này. Thì ngày thứ hai vừa giờ, hôm nay là Chủ nhật thứ hai vừa giờ, anh ta chởi bố vợ đi khám bác sĩ, để bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Vì ông ta 85 tuổi rồi mà ông ta có những cái gọi ho hắng rồi cảm cúm mùa đông. Vì hôm thứ hai là ngày day off, ngày không đi làm việc của anh ta.
Và bà vợ thì ở nhà nấu nướng, lo lắng con cái, cho nên bà vợ nói, anh chở bố em đi gặp bác sĩ để bác sĩ kiểm tra sức khỏe thế nào. Thì khi về rồi, 2-3 ngày hôm sau, thì bà vợ mới nói với anh, bây giờ anh chở mẹ em đi kiểm tra COVID xem mẹ em có bị COVID không. Vì em nói thằng em trai của em nó chở mẹ em đi, thì thằng em trai nó bảo là nói chồng của mày chở đi, vì chồng mày đã chở ba đi bác sĩ ngày thứ hai, cho nếu có bị COVID thì nó lây, một đứa trong nhà thôi, không ai bị lây. Thế là ông chồng mới nói, tại sao lại vậy? Thế là bà vợ nói, trước khi anh chở ba em đi là ngày thứ năm tuần trước nữa, là ba em đã đi kiểm tra COVID, đã testing COVID mà chưa có result, chưa có kết quả, cho nên em không nói cho anh. Nhưng mà hôm đấy em bận, em đâu có biết là ba em nhiễm COVID đâu. Thì hôm thứ tuần trước thứ năm đã đi kiểm tra COVID thì em thứ hai chưa báo, em đâu có biết đâu. Bây giờ quý bà anh chị em đặt vào cái vai trò của người chồng này. Ông chồng trách bà vợ, tại sao ba em đã đi kiểm tra virus mà bây giờ là có dương tính rồi, hôm thứ hai chưa có nhưng hôm thứ ba nó mới có kết quả. Vậy tại sao ba của em đi kiểm tra virus mà không nói cho anh biết, em muốn giết anh à? Tại sao anh em trai của em không có đi mà bây giờ lại còn muốn giết anh à? Thế là bà vợ bảo, thì anh đã cho chở mẹ má em đi, ba em đi rồi, thì lúc đấy anh ngồi trên xe với ba em, tại vì ba má của cái cô này ở trong cái nhà nurse, ở cái nhà housing, cho nên là ở riêng thôi. Thì bây giờ ba em bị thì nghi ngờ, má em bị thì đi check cả hai. Ông bảo chứ, nhưng mà tại sao hôm thứ hai ba em là thứ năm tuần trước đã đi kiểm tra virus, em không nói cho anh biết, vậy là gia đình em độc ác muốn anh bị nhiễm virus à? Nếu quý ông trong nhà thờ này đặt vào cái tình huống y chang như cái anh chàng con rể và người chồng trong cái tình huống gia đình kia, quý ông sẽ xử lý thế nào đấy? Người vợ nói với con như thế này, cha, con không có ác ý đó và con không có cái intention đó, con không có cái ý định đó đâu. Nhưng mà con nghĩ là hôm thứ hai con lu su bu việc nhà, thường thì con chở ba má con đi, nhưng hôm đấy con lu su bu việc nhà và anh ấy ở nhà không làm gì, thì con bảo anh chở đi chứ con đâu có ý định đó. Vô tình hay cố ý thì con nói với người vợ, không biết, nhưng bây giờ chị đặt anh vào cái hot chair, vào cái tình huống là vô cùng nguy hiểm và cực, và anh ấy lại nói lại cái bên nhà chị là điều hợp lý. Nhưng sau đó anh ấy nói với con cái câu như vừa giờ con thưa với cộng đoàn, thưa cha, trong đời sống gia đình có những việc mình làm mình phải nuốt nước mắt vào trong cha. Và con đọc cho quý bà anh xem cái định nghĩa về tình yêu như thế này: tình yêu đích thật là trong hạnh phúc của những người mình yêu có thể không bao hàm mình trong đó. Con đọc lại cái định nghĩa này: tình yêu đích thật là trong hạnh phúc của những người mình yêu có thể không bao hàm, không có mình trong cái hạnh phúc của họ. Thế anh ta nói với con như thế này, sau đó con bình tâm, con suy nghĩ. Khi mình lấy vợ của mình đã phải vất vả và mình nói rằng mình có thể chết vì vợ của mình cơ mà. Bây giờ giả sử như mình có bị COVID thì chắc gì đã chết. Mà tại sao mình lại quá ích kỷ, mình lại lăng mạ vợ và lăng mạ bên nhà vợ như vậy? Anh ta, con bảo, anh ta bắt đầu học Thánh Giuse. Anh ta bắt đầu học Thánh cả Giuse, giữ luật của Chúa nhưng đong đầy tình yêu thương với những người trong gia đình. Sau đó anh ta nói, cha biết không, đêm Giáng sinh con sẽ rỉ vào tai vợ con, anh xin lỗi những lời anh đã lăng nhục em và gia đình bên em. Đừng có lo, chết là cùng, mà có chết thì trong trái tim em và con, những người trong gia đình vẫn biết rằng anh làm cho bên ngoài mà anh bị COVID mới chết. Xong anh ta cười, cha không chết đâu, con khỏe như voi mà, Việt Nam ta mà. Giữa những khó khăn, giữa những tình huống ấy, nếu chúng ta như Thánh cả Giuse, một đảng công chính giữ luật Chúa, một đảng đong đầy tình yêu thương của người khác, chúng ta sẽ biết cách nối kết lại yêu thương trong gia đình. Và để nối kết yêu thương trong gia đình thì có hai điều con mời gọi quý ông bà anh chị em. Một là chúng ta luôn luôn có đời sống cầu nguyện chung trong gia đình. Không được nhiều thì được ít, đọc kinh trong gia đình chung với nhau. Thứ hai là dành nhiều thời gian ở với nhau, có nghĩa là ăn cơm chung, ngay sinh hoạt chung. Theo thống kê của Hoa Kỳ là như thế này, cái tờ báo gọi là Economy Institute, năm 2008 thì họ thống kê như thế này. Cứ 2/3
những người trong gia đình ngày hôm nay không có thời gian sống chung, không có thời gian ăn chung. Có nghĩa là gì? 10 gia đình thì chỉ có 3 gia đình có 2 bữa cơm chung một tuần. Và trong 3 gia đình đấy có 2 bữa cơm chung với nhau trong gia đình thì chỉ có một gia đình khi ăn cơm chung không coi tivi, không coi iPad, không nói những cái chuyện ngoài luồng, chỉ nói những chuyện gia đình. Vậy một trong những nguyên nhân mà gia đình ngày hôm nay đang đổ vỡ là vì chúng ta không có đời sống cầu nguyện và không có thời gian chung chia với nhau. Cách đây trước Thanksgiving thì có một anh chị ở Randolph, anh chị gọi cho con và anh chị nói như thế này: cha có bánh ăn bánh ướt không? Con đem đến cho một ít. Thế con hỏi chứ, ủa, ông chồng nhà chị mà hay chị có biết nấu ăn đâu mà đem bánh cho tôi, mùa đâu thôi, mùa Covid này đừng có đem đến cho tôi. Chị bảo chứ, cha đừng có lo, chồng con bây giờ đổ bánh ướt giỏi nhất vùng Randolph. Có ai ăn cái bánh ướt của cái anh ở Randolph thì nhớ là chị ta khoe, không biết có đúng không. Thế là con hỏi, ủa vậy thì tại sao mà nhà chị lại đổ bánh ướt? Má con là còn hơn 100 pound cái bột đấy, và bây giờ vì Covid rồi thế nọ thế kia má con không có đổ, cho nên là để cho con rể làm. Và chồng con làm thì thưa cha là đổ bánh ướt chỉ có lỗ vốn, vì anh ta đổ rất chậm và rất kỹ, cho nên bánh ướt nó mỏng và nó ngon, cho nên người ta cứ order nhưng mỗi ngày chỉ làm 40-50 pound chứ không làm nhiều. Thế con hỏi chứ, vậy thì lỗ vốn à? Chị ta nói, thưa cha, lời hay lỗ với gia đình con không quan trọng. Thế con bảo, ủa, là buôn bán mà lời với lỗ không quan trọng thì vấn đề gì đây? Chị ta bảo, từ ngày mà gia đình con làm chung với nhau, con, chồng con và hai thằng con trai đổ bánh ướt, thì chúng con khám phá ra một điều. Có thời gian làm chung với nhau, chồng đổ, vợ tưới nước rồi đủ thứ, hai đứa con lấy bọc bó rồi, trước khi đi deliver cho người ta, nó gói rồi nó ghi tên. Chúng con có cơ hội làm việc chung với nhau và con hiểu chồng con hơn. Con khám phá ra hai thằng con trai của con, nó có nhiều khả năng mà lâu nay mình không khám phá ra, mình cứ chê nó. Vậy thưa quý bà anh chị em, để gia đình của quý bà anh chị em có thể nên thánh được, một đàng chúng ta noi gương Thánh Giuse sống công chính và đong đầy tình thương với người khác bằng đời sống cầu nguyện, một đàng chúng ta hãy làm việc chung với nhau, và khi thế chúng ta hiểu nhau hơn, và khi đã hiểu nhau hơn thì chúng ta sẽ gần Chúa hơn. Chính trong tâm tình đó, con mời gọi quý bà anh chị em chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.